bắt chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát Trần Quý Thanh và con gái Trần Uyên Phương. Ông Trần Quý Thanh, chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát và con gái Trần Uyên Phương bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C01 đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Quý Thanh, chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát. Bà trẻ con bị khởi tố tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ông Trần Quý Thanh bị C01 điều tra về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Vụ án liên quan chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát đã được C01 khởi tố từ tháng 3 năm 2021 để làm rõ những lượm xùm liên quan đến đơn tố cáo gia đình ông Thanh. Tuy nhiên đến tháng 11 năm 2022 cơ quan điều tra Bộ Công an đã tạm đình chỉ điều tra vụ án do hết thời hạn và cần làm rõ thêm một số nội dung liên quan công tác giám định, Cụ thể, vụ án được khởi tố căn cứ vào đơn tố cáo của ông Lê Văn Lâm, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư và phát triển Kim Oanh cùng một số cá nhân khác tố cáo bà Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích cùng một số cá nhân thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là các dự án bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Bà Uyên Phương và bà Ngọc Bích là con gái ông Trần Quý Thanh chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát. Theo đơn tố cáo, ông Thanh cùng một số cá nhân liên quan có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế thông qua việc chuyển nhượng dự án, cổ phần doanh nghiệp gây thiệt hại cho công ty cổ phần đầu tư phát triển Kim oanh hơn một nghìn tỷ đồng. Trước đó, tháng 12 năm 2020, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhận được đề nghị của Bộ Công an về việc ngăn chặn mọi biến động giao dịch chuyển nhượng mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp và yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ pháp lý liên quan tới 33 thửa đất tại quận Bình Tân và thành phố Thủ Đức đều do bà Trần Uyên Phương đứng tên. Còn tại Đồng Nai, theo yêu cầu của Bộ Công an. Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề nghị các sở, ngành và Ủy ban nhân dân huyện Long Thành giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động đối với công ty cổ phần bất động sản Minh Thành Đồng Nai và dự án khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước huyện Long Thành giao công ty bất động sản Minh Thành Đồng Nai làm chủ đầu tư. Các công ty và dự án bất động sản tại Đồng Nai này cũng liên quan trong đơn tố cáo đối với gia đình ông Thành, bà Uyên Phương. Xác minh từ đơn tố cáo của nhiều cá nhân theo thông tin từ Bộ Công an, C01 đang tiến hành điều tra, xác minh, giải quyết nội dung đơn của một số công dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai tố cáo ông Trần Quý Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích và một số cá nhân khác đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, cưỡng đoạt tài sản là các dự án bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại hai địa phương này. C01 cho biết quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định hành vi của ông Trần Quý Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích đủ yếu tố cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đồng thời cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Trần Uyên Phương phó tổng giám đốc tập đoàn Tân Hiệp Phát, khởi tố bị can bà Trần Ngọc Bích phó tổng giám đốc tập đoàn Tân Hiệp Phát. Bà Phương và bà Bích đều là con gái ruột của ông chủ tịch Tân Hiệp Phát, cả hai cũng bị điều tra về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngày 10 tháng 4, sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thi hành các quyết định tố tụng trên và tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại chính địa điểm đối với ba bị can.